Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 18 giờ hôm nay với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com và nhân dân.vn mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, sáng 6 tháng 3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đón nhận quân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tới dự lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm được tổ chức hôm nay là sự kiện chính trị quan trọng nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với 75 năm truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng của sáu điều bác hồ dạy. Thưa quý thính giả, sáng 6 tháng 3 tức ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão, tại khu danh thắng Tây Thiên, thị trấn Đại Đình, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Mão 2023. Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ bảy, người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá về con người và vùng đất Tam Đảo nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, từ đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của địa phương. Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 3, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc Kiên Giang vừa có thông báo về việc khởi động khai thác lại tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau Nam Du Phú Quốc. Theo đó, thời gian khởi động khai thác lại tuyến cao tốc nói trên kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2023, hoạt động thử nghiệm. Trước đó, vào tháng 7 năm 2020, tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau Nam Du Phú Quốc chính thức đưa vào vận hành. Đây được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch giúp cho du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, tạo sức bật mới cho du lịch Cà Mau. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Lào Airlines sẽ nối lại các chuyến bay từ thủ đô Viên Chăn Viên Chăn. Đến thành phố biển Đà Nẵng vào ngày 30 tháng 3 tới với tần suất hai chuyến một tuần vào các ngày thứ năm và thứ bảy. Chia sẻ trên thông tấn xã Việt Nam, ông Du Tha Pha Xuất, giám đốc thương mại của Lao Airlines, cho biết tuyến bay Viên Chăn Đà Nẵng được nhiều khách du lịch yêu thích trước đại dịch. Và việc nối lại tuyến này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong khu vực sau khi các lệnh hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 được dỡ bỏ. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Iraq Mohamed al-Sudani rời Baghdad vào hôm nay, 5 tháng 3, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ai Cập tháp tùng thủ tướng Iraq Mohammed Sir Al-Sudani là phó thủ tướng, ngoại trưởng Phú Hussein và bộ trưởng thương mại Akhir Angeri. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Maboli đón đoàn thủ tướng Iraq tại sân bay quốc tế Cairo. Tại cuộc gặp ngay sau đó, hai thủ tướng đã thảo luận về các khía cạnh khác nhau trong quan hệ Ai Cập-Iraq cũng như các đề xuất để tăng cường hợp tác song phương. Thưa quý thính giả, theo cơ quan hàng không dân sự Cuba CACSA, chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines sau khi cất cánh tại quốc gia vùng Caribe này vào hôm 5 tháng 3, đã gặp sự cố về động cơ do va chạm với một số con chim. Trả lời AFP, Southwest Airlines cho biết chiếc Boeing 737 đang trên đường di chuyển đến thành phố, thành phố Fort Lauderdale với 147 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Một khoảng thời gian ngắn sau khi cất cánh, chim đã va chạm với phần động cơ và mũi của máy bay, khiến phương tiện này bị hư hại. Thông báo trên trang Facebook của mình. CAC Sa và Southwest Airlines cho biết mặc dù khói đã tràn vào cabin sau vụ va chạm, không có hành khách nào bị thương trong vụ việc. Chuyến bay 3923 sau đó đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yosemite ở thủ đô Havana của Cuba. Thưa quý thính giả, theo sử sách, ngày xưa khu vực Hòn Chảo là vùng giáp ranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Để tưởng nhớ công chúa Huyền Trân với cuộc tình lịch sử đã bổ sung cho giang sơn tổ quốc thêm hai châu và thiên hạ để nhất hùng quan, Hải Vân, vua Trần cho gọi là đảo Huyền Trân đến thời Tây Sơn, trong một chuyến đi dạo, vua quan Trung đổi tên thành Đảo Ngọc. Đến thời Pháp thuộc, đảo được gọi là Hòn Sơn Trà, tên chính thức là Hòn Chảo, để tránh nhầm với tên đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Nằm cách đất liền khoảng 10 hải lý, nhìn từ xa hòn chảo nổi lên tựa như một chiếc chảo úp ngực nên được gọi là hòn chảo. Hòn chảo mới được đưa vào khai thác du lịch nên còn rất hoang sơ. Tới đây, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của sông núi, trầm trồ bởi những cảnh vật thiên nhiên kỳ ảo, những vách đá sát chồng lên nhau sưng sững như pha lê giữa mây trời qua bao năm tháng. Đảo chỉ rộng chừng 1,5 km nhưng có đầy đủ địa hình với một hệ đa dạng sinh học không thua kém những vùng biển nổi tiếng trên cả nước. Ở mực nước sâu chưa đầy 2 m vào những ngày hè đẹp trời, du khách có thể thỏa sức với thú vui lặn biển để khám phá vẻ đẹp biển dưới làn nước trong vắt. Qua kính lặn du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển cùng khoảng 162 loài cá đầy màu sắc thật thú vị khi về với biển, tận hưởng được cảm giác bước những bước chân trần trên bãi đá, gió mát lùa vào mặt và luôn vào từng sợi tóc, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân, ngắm nhìn bãi cát và uống lượn quanh mặt nước biển màu xanh ngọc bích, mãn nhãn với các rạng san hô đẹp đủ màu sắc. Tất cả những điều ấy đủ để hòn chảo lọt vào danh sách 15 khu bảo tồn biển của Việt Nam. Hãy đến hòn chảo để khám phá và hòa mình vào thiên nhiên quan sơ đẹp mê ly này các bạn nhé. Thưa quý thính giả. Nhà thờ chính tòa Thánh Sophin được xây dựng vào năm 1011 dưới triều đại cha đẻ của Iaroslav Thông Thái, đại hoàng tử của RCS, Vladimir Đại Đế. Tên nhà thờ xuất phát từ công trình nổi tiếng Hagia Sophia ở Constantinople, tức Istanbul ngày nay. Trước khi trở thành thánh đường Hồi giáo, Hagia Sophia là nhà thờ trung tâm của giáo hội chính thống giáo Đông Phương trong gần 1.000 năm. Qua các các biến cố lịch sử, nhà thờ đã nhiều lần bị phá quỷ và được xây lại, các kiến trúc hiện tại được định hình vào thế kỷ 17 đến 18, được coi là di sản đặc sắc của kiến trúc Baroque Ukraine. Về tổng quan cấu trúc nhà thờ có năm gian với năm khu tụng niệm, được bao quanh bởi các phòng trưng bày hai tầng từ ba phía. Điểm nhấn trong kiến trúc của công trình là 13 vòm bát cấp, thể hiện đặc trưng của phong cách bi dừng tay. Về nội thất, nhà thờ gây ấn tượng lớn khi vẫn giữ được các bức tranh khảm và bích họa từ thế kỷ thứ 11, bao gồm cả một tác phẩm cổ xưa của gia đình của Iaroslav. Nhiều trong số đó vẫn còn nguyên vẹn sau một thiên niên kỷ. Xung quanh nhà thờ thánh Sophia là nhiều công trình khác như tháp chuông, nhà ăn, nhà của các trưởng lão, tu sĩ, tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nhà thờ là minh chứng cho sự hài hòa độc đáo của kiến trúc và thiên nhiên, kiến trúc và tinh thần quốc gia, trở thành một địa điểm quan trọng trong lịch sử phát triển của Kiev. Vào năm 1990, nhà thờ Thánh Sophia đã trở thành địa điểm đầu tiên Ukraine được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.